Anh chị em rất thân mến, dịch Covid-19 đã tái phát tại Việt Nam. Khi được biết những quy định của các nhà hữu trách xã hội về bảo vệ sức khỏe, Tòa Giám mục đã phổ biến bản hướng dẫn áp dụng cho toàn thể giáo phận. Với lá thư chung hôm nay, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư và đề nghị mục vụ gửi đến toàn thể anh chị em. Thứ nhất, khấn lại Chúa đoái thương. Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới và tái phát tại Việt Nam, khiến mọi người lo sợ vì sức lây nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong và ảnh hưởng tai hại đến các sinh hoạt cộng đồng, làm phát sinh thêm tệ nạn, làm nhiều người mất công ăn việc làm và nhiều gia đình lâm cảnh thiếu thốn lầm than. Là con cái của Chúa, một đảng chúng ta phải tuân thủ các quy định y tế của xã hội và cộng tác với mọi người thiện chí để gìn giữ sức khỏe và mạng sống của cộng đồng. Đảng khác, chúng ta cần chạy đến Thiên Chúa, tin tưởng khẩn nài lòng thương xót của Ngài, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam cha ông chúng ta. Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là đấng cứu độ nhân loại. Là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng lên đất trời và điều khiển thiên nhiên vạn vật. Là đấng cứu độ, Ngài thay đổi lòng dạ con người nhờ sức mạnh của Thánh Thần, làm cho người ta thay vì ích kỷ mưu cầu lợi lộc riêng tư cá nhân hay chủng tộc quốc gia thì biết lo lắng cho ích lợi chung của mọi người. Vì vậy, xin anh chị em tích cực hiệp thông cầu nguyện với toàn thể giáo phận trong các thánh lễ, các giờ chầu thánh thể, các giờ kính lòng Chúa thương xót và lần chuỗi mân côi trên kênh truyền thông của giáo phận. Ngoài ra, ở tại giáo xứ, giáo họ, gia đình và trong đời sống cá nhân, xin anh chị em hãy chuyên cần cầu nguyện, gia tăng các việc hãm mình và bác ái. Đặc biệt, chiều lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8 năm 2020, quý Đức Cha, quý Cha trong ban tư vấn, quý Cha quản hạt, các đại diện của tu sĩ và ban hành giáo sẽ tề tựu tại trung tâm Đức Mẹ núi Cúi, thay mặt cho toàn thể giáo phận cầu xin Đức Mẹ đoái thương che chở giáo phận chúng ta và cầu bầu trước tòa Chúa cho quê hương Việt Nam thân yêu và toàn thế giới. Văn phòng tòa giám mục sẽ thông báo các chi tiết để mọi người có thể hiệp thông qua các phương tiện truyền thông của giáo phận. Thứ hai, giáo xứ, giáo họ luôn luôn phải là cộng đoàn đức tin sống động. Vì nguy hiểm lây nhiễm của dịch Covid-19, theo quy định của các nhà hữu trách dân sự, nhiều sinh hoạt đạo đức và mục vụ tại các giáo xứ, giáo họ bị giới hạn để bảo đảm sức khỏe của cộng đồng. Chính trong khi tuân thủ nghiêm túc các quy định của xã hội, chúng ta cần quan tâm tìm phương thức thích hợp để nhà thờ vẫn là trung tâm, là trái tim sinh động, tuôn trào sức sống thần linh nuôi dưỡng thân thể là giáo xứ, giáo họ. Nhà xứ và nhà mục vụ, khuôn viên nhà thờ vẫn là môi trường đạo đức, thương yêu, hiệp nhất, xuất phát những công việc bác ái đối với người nghèo, người cô đơn, người đau khổ, anh chị em di dân và thúc đẩy những hoạt động loan báo tin mừng tình yêu cho anh chị em chưa biết Chúa. Khi sống hiệp nhất, thương yêu trong giáo xứ, giáo họ và gia đình, mỗi người sẽ cảm nghiệm được tình Chúa thương yêu ngay chính trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, để nhiệt thành sống đức ái và thực thi việc tông đồ. Như vậy, những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra lại trở thành cơ hội giúp cộng đoàn dân Chúa vun trồng đức tin, cảm nghiệm sâu đậm hơn mầu nhiệm của lòng Chúa xót thương để trở thành chứng nhân tình yêu của Ngài cho anh chị em mình, nhất là những người đau khổ, những người chưa biết Chúa. Lúc đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm thấm thía giáo huấn của Thánh Phaolô khi Ngài viết: "Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an.
Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương thứ nhất câu 3 và câu 4. Xin quý cha chánh sứ, cha quản nhiệm, cha phó sứ đặc trách tùy hoàn cảnh mà đưa ra các sáng kiến thích hợp với đoàn chiên. Dưới đây là một số gợi ý cho các sinh hoạt đạo đức và mục vụ có thể được áp dụng cho những nhóm ít người theo quy định của xã hội, mà nếu được thực hiện sẽ có sức khơi lên sự nhiệt thành trong lòng mọi người và bầu khí tin tưởng hiệp nhất cũng như dấn thân tông đồ trong giáo xứ, giáo họ và gia đình. Thứ nhất, các giáo xứ, giáo họ giật chuông vào những giờ quy định như thường lệ. Mặc dù giáo dân không đến nhà thờ được, nhưng tiếng chuông sẽ nhắc nhở họ nhớ đến Chúa, hướng lòng về thánh lễ và giữ bầu khí giáo xứ sinh động. Thứ hai, ngoài những người được tham dự thánh lễ, mỗi ngày có thể tổ chức những nhóm nhỏ các tín hữu hoặc gia đình đến nhà thờ tham dự cử hành phụng vụ lời Chúa và rước mình thánh Chúa. Thứ ba, cá nhân hay nhóm nhỏ, theo gia đình, theo giới hay theo đoàn thể, đến nhà thờ viếng thánh thể. Đáng khích lệ hơn nếu giáo xứ tổ chức từng nhóm nhỏ thay nhau đến chầu mình thánh Chúa cả ngày để cầu nguyện cho giáo phận, cho đất nước Việt Nam và toàn thế giới. Thứ bốn, tổ chức dạy giáo lý cho thiếu nhi và tĩnh tâm cho các giới nhiều lần cho những nhóm nhỏ theo quy định. Thứ năm, thăm viếng những gia đình nghèo, người đau yếu bệnh tật, người cô đơn, nhất là các cụ già neo đơn. Có thể tổ chức theo hội đoàn hay theo giới, nhất là giới trẻ. Thứ sáu, tăng cường việc trao mình thánh Chúa cho người đau yếu, các cụ cao niên. Nếu cả gia đình cùng tham dự và được chuẩn bị cẩn thận để rước Chúa, thì đây sẽ là dịp để các gia đình được canh tân và hòa giải nếu đang có những khó khăn. Thứ bảy, khích lệ giờ kinh tối tại các gia đình. Anh chị em thân mến, vì biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, chúng ta hãy tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa là đấng hằng thương yêu chúng ta. Chúng ta hãy an ủi, khích lệ nhau nên thánh và biến hoàn cảnh khó khăn này thành nguồn ân phúc thiêng liêng cho chúng ta và cho tha nhân. Xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse, quan thầy của giáo phận, gìn giữ và che chở con cái giáo phận, đồng thời dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta và xin Ngài lắng nghe theo lòng nhân từ và ý định khôn ngoan của Ngài. Cùng với Đức Cha Phụ Tá Châu An và Đức Cha Cố Đa Minh, tôi mến chào thăm anh chị em Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.